Em xin chào tất cả các anh đã đến với kênh Kho Đồ Nghề Nhật Bãi của em. Thì đây là clip số 50. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các anh bằng cách là chốt mã sản phẩm mình yêu thích, like và đăng ký kênh giúp em ạ. Thì quy cách mua hàng bên em là các anh chuyển khoản thì em sẽ bao ship ha. Còn ship code thì phí vận chuyển các anh thanh toán cho bên vận chuyển giúp em. Thời gian các anh nhận được hàng là từ 5 tới 7 ngày ạ. Thì hôm nay em sẽ lên tổng cộng là 24 mã sản phẩm. Đó, bây giờ em xin phép được lên mã sản phẩm đầu tiên luôn. Dạ, mã sản phẩm đầu tiên ngày hôm nay đó chính là một bộ bộ này là một bộ khoét nha các anh. Đó, đó. Cái này là dùng để khoét gỗ này các anh. Đó, khoét gỗ, thạch cao các kiểu ha. Thì con này là full hộp nha các anh. Hàng new 100% full hộp luôn ha. Cái đường kính của nó tổng là 40 cm, còn cái bán kính là 20 cm nha các anh, tương đương với 200 mm ha. Đó, hộp này là bộ này là full luôn ạ. Đó, các lưỡi đều rất là đẹp, thông số là có ghi ở bên dưới ha các anh. Đó, ở ngay hộp này có thông số đầy đủ cụ thể nha. Đó, dạ rồi, thì bộ này có giá là 550.000 giúp em. Đó, bộ khoét nha các anh. Đó, có giá là 550.000, mã số 1 ạ. Mã số 2, các em thấy không? Đó, mã số 2 là một cây cây mỏ lết với thiết kế hai cái ngàm, giống như kiểu là cái con một con cờ lê đa năng nha các anh, chuyên là dùng để mở ốc này, mở bu lông ở các con này thì nó bất chấp ở cả các hình dạng ha các anh. Đó, đây hai cái ngàm của nó thì rất là đẹp, không có dập hay là sứt mẻ gì ha các anh. Thì thông số của cây này là dài tổng là 300 mm, tương đương với là 30 cm nha các anh, size 300 Japan. Đó, còn nó mở ốc là từ 26 tới 38, các anh có thể vặn ở đây ha, di chuyển ở đây ha. Đó, cây này thì nó có cái di chuyển ở đây, nó vặn xoay lên xoay xuống ha. Thì con này các anh sẽ mở ốc bu lông từ 26 đến 38, đó, các anh thấy không? Đó, thiết kế rất là đẹp, hãng thiết kế rất đẹp. Thì con này là của nhà MCC Japan nha các anh. Rồi, con mã số 2 này là giá 800.000 giúp em. 800.000, trời, cái con này là nó rất là tiện lợi luôn. Chỉ cần một con này thì các anh mở các size ốc rất là lớn, từ 26 cho tới 38, bu lông các kiểu. Vì với cái ngàm này đây, các anh thấy anh thiết kế cái ngàm nó rất là phù hợp để các anh mở không bị trơn trượt ha, mà nó vừa bảo toàn được những cái con ốc với bu lông ở bên trong nữa. Tại vì con này trong đây là nó không có răng, thì nó không làm cho những cái con ốc hoặc bu lông nó bị hư hại hoặc là bị chày xước ha. Rồi, con này mã số 2 giá 800.000 ạ. Đây em phải nói là đây con số 3 này là một cây cần Snap on. Và cây cần này nếu mà anh nào đã có tìm hiểu rồi thì giá của con này là cực kỳ cao nha các anh. Đó, nó phải dao động là tầm 400 đến 500 đô một cây như thế này ha. Giá rất là cao, kể cả đối với những con mà không tự động. Nhưng mà con này là một cây có tự động nha các anh. Đó, hãng Snap on và cần lực của nó thì gọi là cái chất lượng của nó thì mình không phải bàn nữa rồi nha. Đó, Snap on made in USA. Đây, các anh thấy nha, ở trên cái đầu của nó thì người ta cũng có dập khắc tất cả các thông số. Rồi tất cả là người ta làm ở trên cái đầu này, người ta khắc vào bên trong luôn ha các anh. Đó, thì con này là size đầu là đầu 1/4, hoạt động rất là ok ha các anh. Đó, hoạt động rất là ok nha. Đó, đây con này là đặc biệt là tự động xoay hai chiều, Snap on tự động hai chiều ha. Đó. Rồi, thì con này với cái giải lực của nó là từ 40 cho tới 200 inbound. Thì cái con này thì cái giải lực của nó là theo cái đơn vị của Mỹ ha. Thì cái con này các anh đổi ra Newton nhân mét thì cũng rất là dễ thôi, chứ không vấn đề gì ha. Inbound đổi ra Newton nhân mét cũng rất là dễ thôi. Đây, chỉnh lực các kiểu thì đều rất là ok, không vấn đề gì ha các anh. Đó. Rồi, con này thì nó dài tổng là 28 cm nha các anh, 28 cm. Và đặc biệt con này các anh lưu ý là cần tự động giúp em ha, cần tự động giúp em. Snap on rất là mới. Đó, anh thấy ha, rất là mới. Trời ơi, con này là xuất sắc. giá con này là các anh mua cực kỳ cao ha, nhưng con này rất là mới và đẹp luôn. Thì con mã số 3 này giá là 2.500.000 giúp em. Mã số 3 cây cần tự động ha. Mã số 3 2.500.000 cần lực Snap on của Mỹ, một trong những cái hãng đỉnh của thế giới ha các anh. Rồi con số 4 là một con kéo cắt cáp cộng lực nha các anh. Con này thì của nhà MCC Japan. Đây, lưỡi con này đẹp ạ. Các anh coi dùm em cái lưỡi ha. Đó, lưỡi đẹp, không có bị sứt mẻ gì ở cái lưỡi này. Thì con này rất là ok. Đó, kéo cắt cộng lực của nhà MCC ha. Có cái tay cao su, thiết kế cao su chống trượt, tay cao su ở dưới nha. Thì con này nó dài tổng là 20,5 cm, mã số 4 giá 250.000 giúp em nha các anh. 250.000, mã số 4 250.000 ạ. Mã số 5 đó, các anh thấy nhà mã số 5 là một con dao bếp. Thì cái con dao này nó xuất sắc ở cái chỗ nào? Đấy, các anh có thể thấy nha, đó, nó làm bằng cái con này, nó làm bằng cái chất thép lớp, những cái chất thép bột, nên là cái độ sắc của nó rất là cao, nó giữ độ sắc rất là cao nha. Các anh có thể thấy này, có các lớp thép của nó đó, đó. Thì nó cái độ sắc bén của nó cực kỳ cao và cái độ giữ bén cũng cao ha các anh, nên là nó sẽ đảm bảo những cái cách thái của các anh nó trở nên ngọt hơn ha. Thì con này là thép 3 lớp giúp em. Đó, thép 3 lớp, làm từ chất thép 3 lớp. Và các anh lưu ý là thép nó trải dài từ đầu cho tới hết cán luôn và khâu liền nha các anh. Đó, khâu liền. Nên là con này cũng là một trong những cái hãng rất là nổi tiếng. Đây, các anh thấy nha, người ta làm cái khắc dập ở trên những cái con dao này nó rất là tinh tế và tỉ mỉ ha, rất là tỉ mỉ luôn. Đây, cái đường lưỡi của nó đây. Trời ơi, con này em phải nói là nó rất là ok ha các anh. Đó, đây, xuống đây và khâu liền toàn bộ. Thì con này là không rỉ nha các anh, không rỉ ha, không rỉ, con này là không rỉ. Rồi thì nó dài tổng là 29 cm, dài lưỡi là 16 cm nha các anh, 16 cm. Thì con này dùng để cắt thái gọt ha. Rồi, con này giá 950.000 giúp em, mã số 5, 950.000, con dao bếp chất lừ, mã số 5, 950.000 ha. Tiếp đến mã số 6 là một con vít nhấn xoay hay gọi là vít lụi nha các anh. Đó, thì con này thì nó sẽ làm việc nhấn mở các con ốc ở trong các ngóc đều được ha. Thì con này thì nó sử dụng với cái lực con này thì nó chỉ phù hợp với các con vít ốc mà các anh làm trong nhà thôi, làm gia dụng thôi nha. Chứ làm công nghiệp thì không được, tại vì làm công nghiệp nó cần những con vít lực nặng hơn. Thì con này các anh dùng để làm gia dụng thôi. Thì con này nó bao gồm là 4 mũi vít ha các anh. Đó, cây này em sẽ lấy cùng là 4 mũi vít. Đây, 4 mũi của nó như thế này ha các anh. Đó, 4 mũi ha. Xong thì mình làm xong thì mình bỏ vào ở trong cái ở dưới của nó, ở dưới đít của nó này, nó sẽ có cái chỗ để các anh đựng mũi luôn. Thì nó rất là tiện lợi luôn ha. Mình không có cần phải lo cái vấn đề mà bị rơi những cái mũi vít khi mình làm việc. Đó, nhiều khi mình làm rơi rồi mình tìm không có ra. Thì con này nó sẽ để ở dưới luôn nên các anh rất là tiện lợi. Con này là của nhà Vessel nha các anh. Đó, của nhà Vessel. Vessel. Thì nó dài tổng chưa mũi là 25 cm, dài tổng chưa mũi nha. Rồi, con số 6 này giá 250.000 giúp em, mã số 6 250.000 ạ. Mã số 7 là một con vít đóng. Cái con này nó rất là chắc và đẹp nha các anh. Đó, mã số 7, một con vít đóng Impact Tide Driver. Đó ha. Đây, cái đầu đóng của nó đây các anh. Đầu đóng thì không có gì phải chê nha. Đó, đầu đóng các anh thấy không? Đẹp nha. Đó, Vessel. Đây là một trong những cái dòng gọi là cũng là cao cấp của nhà Vessel. Thì con này, riêng con này thì em sẽ tặng cho các anh một mũi luôn ha. Em sẽ tặng kèm các anh một mũi vít luôn. Con này hoạt động rất là ok, không có vấn đề gì hết. Cái tay cầm ở đây của nó là thiết kế bằng cái cao su, nó rất là đẹp. Cũng như là nó thiết kế các đường rãnh để có thể chống trượt, để tạo lực cho các anh làm việc ha. Đó, thì con này nó rất là chắc và đẹp. Thì con này mã số 7 giá Mã số 7 giá 630.000 giúp em. Mã số 7 viết đóng mã số 7 630.000 kèm một mũi nha các anh. Mã số 8 là một con khóa 4 đầu của nhà Top Japan. Thì Top là một cái thương hiệu gọi là rất là phổ biến ở Nhật, cũng như là những cái dòng nội địa của nó ha. Các anh thể thấy stainless thép và Titan ở đây là không rỉ nha các anh. Các thông số là 22, 24 nè, 19, 21. Đó, các anh đã thấy hoạt động này rất là ok. Các anh nghe cái tiếng là thấy rồi ha. Đó, rất là ok, không có vấn đề gì về con này hết. Thì các số của nó rất là thông dụng thôi, 20, 19, 21, 22, 24 và đều là những cái số lớn và những cái số lớn mà các anh sử dụng thường xuyên ha, Japan. Đây. Rồi, con khóa 4 đầu Top này mã 8 giá 430.000 giúp em. Thân ở đây là không rỉ nha các anh. Đó, rất là xịn sò cũng như là rất là tiện lợi khi các anh mua con này. Một con thôi nhưng mà xài được 4 số và đều có tự động hết ha. Mã số 8 430.000 nè. Mã số 9 là một con cờ lê lực. Thì con này các anh nhìn cái đầu nó thiết kế rất là lạ ha. Hãng thiết kế cái đầu như vậy nha các anh, không phải là lỗi ha. Đây các anh nhìn nè, đó, trên đầu của nó nè. Đó, anh có thể thấy ha, vẫn còn các lớp ten của hãng hết. Thì hãng nó thiết kế như vậy nha. Đó. Ở dưới đây là giống như là cái tay cầm của nó vậy đó ha các anh. À, thì con này là con cờ lê lực số là 17 giúp em nha. Con này thì lực là 1.8 kg ạ, 1.8 kg. Đầu số 17 lực là 1.8 kg ha. Rồi, đấy, tay cầm ở dưới cao su ở đây các anh nhìn này, người ta dập ở dưới nè. Rất là chỉnh chu nha các anh, rất là chỉnh chu và tinh tế. Thì con này của nhà KTC, hàng của KTC thì không phải chê nữa rồi nha các anh, hàng KTC. Rồi mã số 9 này giá là 230.000 giúp em. Cần lực KTC, mã cờ lê lực KTC số 17 1.8 kg, mã số 9 230.000 ạ. Mã số 10 là một con kéo cắt tôn của nhà Mitsubishi nha các anh. Đó, đây, con kéo cắt tôn từ lò xo cho tới các lưỡi đều rất là ok, không có vấn đề, không có sứt mẻ gì hả các anh. Đó, lưỡi này cắt vẫn rất là ngọt. Đó, thiết kế cái lưỡi kéo đây. Đó ha. Con này thì của nhà Mitsubishi Nhật. Vỏ tay cầm rồi là ok hết, rồi lưỡi là đẹp nha các anh. Rồi, con này mã số 10 giá 300.000 giúp em nha các anh. Mã số 10 300.000 kêu cắt tôn ạ. Mã 11 là một con tút dây điện. Thì con này là của Mỹ nha các anh. Đó, con này là made in USA ha các anh, made in USA. Nếu các anh coi mà dụ cái tay cầm này mà nó lỡ mà các anh tút ra một xíu thì sẽ thấy dưới đây là made in USA ha. Coi trên đây là hãng nè. Đó, hãng nè, tên nè. Con này thì hoạt động ok hết nha các anh. Các anh nghe cái tiếng của nó nè. Những cái con mà Mỹ nó sản xuất á, tút dây nó nghe cái tiếng nè, chắc lắm mà, chắc nổi luôn đó. Đó. Rồi thì con này con này đây. Con này thì nó có 3 lỗ tuốt. Thì lỗ lớn nhất, tuốt dây lớn nhất là 5.5, 3.5. Còn con lỗ con này thì chắc tầm là 2.5 đó các anh ha, tầm 2.5. Thì nó có 3 lỗ tuốt. Răng lợi rất là ok, răng lợi là ok, không vấn đề gì hết nha các anh. Đó, lực tuốt là nhanh, mạnh, gọt. Thì con này là tút ở giữa dây được nha các anh, tút ở dưới dây được. Thì nó sử dụng để tút dây chuyên nghiệp mà, đây là nó bất chấp tút ở chỗ nào cũng được ha. Rồi con mã 11 này giá là 350.000 giúp em. Hàng của Mỹ nha các anh, 350.000. Mã 11 hàng Mỹ ạ. Mã 12 là một con thức thủy của nhà KOD. Đó, con này là của Nhật ạ. Con này của Nhật. Thì con này nó sẽ gồm là, nó là dạng thức thủy mini các anh. Nó sẽ gồm là 2 thủy. Đó, đây với đây ha. Thì ở đây thì cái lớp nhựa của nó là bị bể ở đây ha các anh, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì tới cái bên trong hết ha. Đó, nó bị bể ở đây. Đó, nó bị bể ở đây một chút xíu như vậy ha. Còn con này là thiết kế là thân nhôm nha các anh, thân nhôm đây, thân nhôm hoàn toàn và có nam châm luôn, có nam châm. Nó dài khoảng chỉ là 15cm thôi, 15cm thôi, nên là rất dễ để các anh có thể là mang đi bỏ túi, hoặc là thậm chí là mang ở các môi trường mà khó di chuyển đó. Thì những cái con này nó có giúp ích cho các anh nhiều cho cái việc di chuyển ha. Thì nó chỉ có 15cm thôi, rất là tiện lợi với hai thủy ha các anh. Đó, hai thủy. Rồi con này mã 12 giá 200.000 giúp em nha các anh. Mã 12 đấy là một con mã số 13, thì con này là của nhà KTC nha các anh. Thì trong quá trình vệ sinh thì nó có bị bay mất cái lớp tên hãng của nó, nhưng mà con này thì của nhà KTC nha. Đó, con này thì cái lưỡi cắt, trời em nói cái lưỡi cắt con này nó rất là đẹp, nó khít mà không có một cái chỗ hở nào hả các anh, nó khít rịch, không có một cái chỗ hở nào, cắt rất là sướng. Thì cái lỗ dưới là lỗ tút ha, các anh có thể để tút cũng được, không thì thích thì tút, không thì thôi ha. Rồi con này mã 13 thì nó dài tổng là 16,5cm nha các anh. Mã 13 dài 16,5cm, giá 280.000 giúp em. Lưỡi cắt rất đẹp nha các anh, của KTC. Nó là của dòng của nhà Mitsubishi, một trong những dòng cao cấp của nhà KTC luôn ha. Rồi mã 13 280.000. Mã 14 là một cái tu đóng. Con này thì new chưa qua sử dụng nha các anh, new 100% chưa qua sử dụng. Đây, các anh có thể thấy từ cái đầu đóng cho tới cái mũi. Thì cái mũi này thì nó em còn, tại vì nó mới á nên là em chưa có chút nhọn luôn, nên là anh nào thích thì em sẽ chút luôn cho các anh ha, nên các anh cứ yên tâm. Đó, thì đây là của hãng Cotani. Đó, tu đóng của Nhật, new, hàng new nha các anh. Rồi con này mã số 14 giá là 230.000 giúp em. Mã 14 230.000 ha. À quên, thì nó dài tổng là 16cm nha các anh, 14 dài 16cm luôn ạ. 15 là một con đánh vảy cá bằng đồng nha các anh. Đây, các thanh này là bằng đồng nha các anh. Đó, đánh vảy cá nhưng cái thanh này là bằng đồng, không có lo bị reset nha các anh, bằng đồng ha, rất là xịn sò. Đó, nguyên cái thanh này đánh vảy cá bằng đồng. Đây, có tem tiết là đầy đủ, không có xích mẻ đâu hết ha. Đây, cái lỗ này các anh có thể dùng để treo lên. Rồi, con đánh vảy cá bằng đồng này, mã 15, giá 250.000 giúp em. 15, 250.000 ạ. 16 là một con cưa mini nha các anh. Có thể dùng để cưa những cái cành, hoặc là cưa những cái cành, hoặc là cưa cây, cưa gốc mini thôi ha. Tại vì size nhỏ mà. Thì con này nó dài tổng là 21cm, dài lưỡi là 9cm thôi ạ. Dài lưỡi là 9cm, nó càng có thể mang làm cưa nhỏ, mang đi bỏ túi, rồi mình thực hành mình cưa các kiểu ha. Nó rất là gọi là rất là nhỏ xinh và tiện lợi, nhưng mà răng lợi thì rất là đẹp nha. Đó, cái răng lợi của nó thì rất là đẹp ha các anh. Rồi con này mã 16 giá 120.000 giúp em ạ. Mã 16 120.000, gấp lại thì nó vừa đủ thôi các anh. Nó các anh thấy không hả? Đó, gấp lại thì thế này thôi. Rồi ha, mã 16 120.000. Mã 17 là sẽ gồm cây này thì em sẽ gồm cho các anh là một con, bộ này thì là gồm thêm một cái đầu chuyển. Thì bộ đầu chuyển này thì của nhà Konken, cũng của Japan luôn nha các anh. Đó, của Japan luôn. Thì con đầu chuyển này thì sẽ chuyển từ 3/8 sang 1/4 ha. Đó, sẽ gồm một đầu chuyển luôn là 3/8 sang 1/4. Thì cái cây này phải nói là nó rất là mới, nó mới tới độ mà cái đầu của nó mà còn phấn của hãng luôn đó. Đó, các anh nhìn nè. Đó, trời ơi, cái con này rất là mới, em phải nói là nó mới cóng luôn đó, không có tì vết ở một cái gì hết trơn đó. Trời ơi, con này là giống như kiểu thiếu cái hộp nữa là thành hàng new trong store ra luôn đó, rất là đẹp. Đây, của nhà Thot nha các anh, đầu 3/8 hoạt động này, rất là ok. Đây, Đó, các anh nghe cái tiếng gì đó. Rất là ok ha các anh. Rồi, con này dài tổng của nó là 18,5cm nha các anh, 18,5cm, đầu 3/8. Trời, con này rất là đẹp, em phải nói con này rất là đẹp. Và nó sẽ kèm với một cái đầu chuyển từ 3/8 sang 1/4. Giá của nó mã 17 là 400.000 giúp em ha các anh. Thon của hàng của Top Japan. Rồi, mã 17 giá 400.000 gồm cần và một đầu chuyển ha. Rồi, mã 18 là một cái kìm con cá của nhà Mirotun. Thì cổ này của nhà KTC, một trong những cái dòng cao cấp ha. Đó, anh thấy bên đây nè, President. Trời ơi, cây này là mới, con này là bằng từ thép không rỉ nha các anh. Hai cái bên là đều là thiết kế giúp để các anh cầm chống trượt ha. Trời, con này nó xuất sắc luôn đó. Nói chung là con này em thấy có gì để chê về con này hết, từ răng lợi cho tới tới ngoại hình luôn nha các anh, rất là đẹp. Hai nấc ha, nó cấu tạo hai nấc luôn ha. Rồi thì con này mã 18 giá 500.000 giúp em nha các anh. Mã 18 500.000, dài tổng là 21cm ạ, 21cm. Mã 19 là một con mỏ lết của nhà Lobster. Đó, của nhà Lobster ha các anh. Thì con này ngàm mở là 2,4cm đây, cái ngàm của nó đây các anh. Ngàm rất là ok ha, con này ngàm vẫn còn rất là ok. Đó, êm mượt, không có vấn đề gì hết ha. Êm mượt nha các anh. Đó, thì con này dài tổng là 15cm. Đó, con này có chiều dài là 15cm, ngàm miệng đều là ok hết. Thì con này có giá là 230.000, mã 19. Mỏ lết Lobster 230.000 nha các anh. Mã 20 là một cây nhíp gấp size lớn. Thì nhíp gấp này của nhà Hoki Japan nha các anh. Đó, nhíp con này của nhà Hoki Japan. Thì con này dùng để làm gì? Người ta hay dùng, hay người ta hay gọi nó là nhíp gấp chính xác. Thì các anh dùng để có thể dùng để gấp linh kiện nè, dùng để gấp sâu, sâu và dạng như các anh làm cây cảnh đó, hay có sâu đồ đó thì các anh sẽ dùng con này gấp sâu nè, dùng để gấp những cái vỏ, các anh làm bóc tách vỏ thì những con này bóc tách vỏ cũng được ha. Đó, đây. Hoặc là dùng đơn giản là dùng để nhổ lông, lông heo, lông đồ các anh làm, lông gà, lông, thì các anh sẽ dùng con này luôn ha. Thì con này nó dài tổng là 23cm, nó dài tận 23cm nên là có cái khoảng cho các anh cầm rất là tiện nha. Rồi con 20 này, mã 20 này nhíp có giá là 200.000 giúp em nha các anh, 200.000. Đó, mã 20. Mã 21 là một bộ đa năng của nhà Rowan. À, bộ đa năng của Rowan nha các anh. Một hãng của Nhật ạ, một hãng của Nhật. Thì con này nó có thước nè, dũa nè, thước dũa nè, vít hai cạnh, vít ba ke, rồi khui và có cái kéo ở đây ha các anh. Đó, kéo cắt nữa. Thì cái con này thứ nhất là vừa làm bộ đa năng được, thứ hai là nó có nhiệm vụ giống như là một cái móc khóa cũng được ha. Còn bên bên đây có cái đèn pin. Thì con đèn pin này các anh về thay pin, bỏ pin vô thì nó sáng bình thường ha. Trên đây là cái kìm, và kìm này đặc biệt là có lò xo ở dưới luôn nên các anh làm rất là ok. Đây, răng lợi đẹp ha. Đó, răng lợi con này là răng lợi đẹp. Khi mà các anh gấp lại á, thì nó chỉ nhỏ nhắn như thế này thôi. Và nó có cái như em đã nói đó, và nó có cái để các anh mắc vào những cái chìa khóa, chùm chìa khóa của mình đó. Nó rất là tiện lợi, con này đẹp lắm luôn đó ha, đẹp và tiện nữa. Thì con này của nhà Rowan mã 21 giá 230.000 giúp em nha các anh, 230.000 ạ. Đó, mã 22 thì con này là một con đột size 4.5 đó, 4.5 của nhà KTC nha các anh. Đó, đột 4.5 của nhà KTC, mũi đẹp nha các anh. Đây. Mũi đây các anh, mũi đẹp size 4.5 của nhà KTC ạ. Rồi, con này mã 22. À, để em đo chiều dài. Dài tổng là 19cm nha các anh. Con này dài 19cm. Giá 180.000 giúp em. Mã 22 180.000 ạ. 23. Đó. À, 23 là một bộ cờ lê của nhà Thot. Đó, các anh thấy không? Rất là xịn, nó có cái vỏ bên ngoài nên là thứ nhất là tiện lợi cho các anh luôn ha. Đó, thì bộ này thì nó gồm 6 cây nhưng mà hiện tại ở đây thì chỉ có 5 cây thôi nha các anh. Nhưng mà những cây này thì nó cũng đều gọi là các số rất là thông dụng thôi ha các anh. Thì em sẽ giới thiệu với các anh các cây cụ thể ha. Thì cây này là 810 đây các anh nhìn thấy nha, rất là mới. Bộ này rất là mới nha các anh. Bộ này rất là mới, 810. Đó, thứ hai là 1113 nha các anh. 1113 rất là mới luôn. 1113. Cây này là 1012 ạ. 1012. 1012. Cây kế đến là 12 em xin lỗi, 1417. Đây các anh, 1417. Các miệng, các đồ là không có xích mỉ gì, vẫn còn rất là mới, các lớp sơn mạ đồ là rất là ok ha các anh. Cây này là 1719 nha các anh, 1719 rồi ha. Thì hết của nó là sẽ gồm 5 cây như thế này. Thì giá của nó là 280.000, 5 cây. Bộ cờ lê của Thot gồm 5 cây. 280.000, có vỏ cho các anh luôn ha. Bộ này sẽ để vào vỏ luôn, 5 cây có vỏ. Bộ 23, mã 23 giúp em nha các anh, 280.000. Đây em sẽ giới thiệu với các anh mã cuối cùng và cũng là một trong những cái mã rất là đặc biệt trong ngày hôm nay, đó chính là một thùng đồ nghề. Thì thùng này là của Mỹ nha các anh. Đó, các anh thấy nè, hiệu của Mac Tool. Các anh thấy không? Nó rất là chất lừ. Đây. Cái về cái chất thép, về những cái thông số kỹ thuật thì mấy con của Mỹ thì khỏi phải bàn rồi ha các anh. Đó, cái chất thép nó gọi là cực kỳ chắc chắn, và đặc biệt là cái hiệu Mac Tool này nè. Nó mang tới những cái thiết kế rất là đặc biệt. Thì cái ở đây là hình thiên thần đó các anh. Đây. Ha, thì cái thùng này nó nặng tới tận 8kg nên các anh thông cảm em ơi, nó cũng hơi nặng ha. Thì ở đây là cái thiết kế hình thiên thần rất là đẹp. Thì em thấy hình này, cái này hình như là đồng hoặc là mạ đồng gì đó, rất là đẹp. Đó, hình thiên thần rất là sắc bén, em xin lỗi, rất là sắc nét. Đây là cái nhãn của hàng này, Mac Tool. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết từng cái trong cái thùng này ha các anh. Đây. Đây là cái đằng trước của cái thùng này ha. Đây đằng sau ạ. Và đặc biệt là cái thùng này thì nó vẫn giữ được cái nguyên trạng, nó không hề móp méo hoặc là không hề bị gọi là bị thủng hay là bị cái vấn đề, một cái vấn đề gì hết. Em nói thùng này rất là đẹp. Đây ở dưới đít của nó đây. Em thấy ha. Đó. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu tới từng cái hộp, những cái ngách ở bên trong của cái thùng này nha các anh. Thùng rất là 8kg nên rất là chắc và rất là xịn sò ở cái thùng này ha. Em sẽ giới thiệu bên trong. Đây, đây là ngăn thứ nhất của nó nha các anh. Đó, ngăn thứ nhất của thùng ha. Đây. Thứ nhất là cái ngăn đầu tiên này thì nó bao gồm những cái chỗ để và cái tay cầm này có thể xách đi rất là dễ dàng khi mà các anh đựng những cái đồ nghề này. Đây là những cái vít ốc hay là khẩu, đầu khẩu thì các anh sẽ để ở đây ha. Rồi vít gì đó thì các anh sẽ để ở đây. Đó là tùy các anh sắp xếp cái bộ đồ nghề của mình. Nhưng mà các anh nhìn thấy này, các chất thép này, trời ơi, tuyệt vời ở cái con này ha. Người ta có cái lớp lót cho các anh ở dưới luôn ha. Đó, đây, cái ngành thứ hai đây. Các anh có thể nhìn ha. Đó, ngành thứ hai là trong đây ha. Cuối cùng là cái hình thiên thần này là một cái giống như kiểu là một cái nắp để các anh có thể mở ra cái ngành tiếp theo vậy đó. Đây. Mở. Đó, các anh thấy không? Kéo ra ha. Đó, mình kéo ra. Rất là xịn sò và rất là tiện lợi. Trời ơi, cái thùng đồ nghề như vậy mà em có thể nó đẹp mà nó còn tiện lợi đây, em kéo ra rất là gọi là kéo ra cái vô chứ không có cần thiết là mình phải dỡ ra ha. Đó. Đây một cái thùng của nó như vậy. Bây giờ em sẽ giới thiệu cái kích thước của nó ha. Thì cái thùng này thì rộng là 20 cm nha các anh. Đây, rộng, chiều rộng đây là 20 cm. Chiều dài là 40 cm, dài 40 cm và cao là 26 cm nha các anh. Cao 26 cm. Rồi, thùng đồ nghề Mac Tool của Mỹ. Rất là xịn sò. Giá là 2.800.000 giúp em, 2.800.000. Em thấy tiêu chí là tiền nào của đó. Các anh mua cái thùng này là xứng đáng giá tiền. Các anh bỏ ra là xứng đáng giá tiền, đáng đồng tiền bát gạo ha. Thùng Mac Tool vào, đặc biệt là thùng này em chỉ nhận chuyển khoản chứ em không ship code, tại vì nó rất là nặng. Nó tới đến tận 8 kg lận nha các anh, 8 kg, nên là em không có nhận ship code được, tại vì ship code được thứ nhất phí rất cao cho các anh ha. Thứ hai là nếu mà chuyển đi chuyển về thì rất là khó khăn cho bên vận chuyển bên em ha. Rồi, thùng này giá 2.800.000 giúp em, chuyển khoản giúp em ha. Rất là đẹp, nói chung là các anh sẽ không gọi là không hối hận khi mà các anh mua cái thùng này ha các anh. Rồi, em đã lên tổng cộng là 24 mã sản phẩm. Đó. Các anh ưng mã nào thì chốt mã đó với em ha. Em xin cảm ơn tất cả các anh và hẹn gặp lại các anh ở clip sau.